Dạ, chào tôi mến chào cả nhà. Thì buổi sáng nay Nha Trang thật là đẹp quá các bạn ơi. Đây này, đêm qua mưa này. Đêm qua mưa vẫn còn những vũng nước ở trên đường này, tạo lại một hiệu ứng là phản chiếu rất chi là đẹp. Và hiện tại mình đang chạy trên đường Trần Phú. Và đêm qua mình cũng có một giấc ngủ khá là ngon. Cũng có một số bạn kêu mình về ở chung, nhưng mà các bạn thông cảm là ở chung như vậy nó sẽ rất chi phức tạp. Cho nên là trong giai đoạn này thì mình nên ở riêng một thời gian. Và sáng nay mình có một đơn hàng là mình giao hàng từ khu vực dưới trục lên đường Hai Bà Trưng và Hoàng Văn Thụ. Bây giờ là mình xuống dưới trục mình nhận hàng. Hôm nay sầu riêng về nhiều lắm, các bạn hãy mua ủng hộ mình nhé. Sầu riêng, trứng vịt lộn, trứng gà. Và đi chợ thay bạn. Các bạn cần gì các bạn cứ alo mình. Và hôm nay là một ngày rất chi là đặc biệt. Hôm nay chính là sinh nhật của mình các bạn ơi, 28 tháng 8. Các bạn có thấy ngày sinh mình nhật của mình có đẹp không? Rất chi là dễ nhớ nha. 28 tháng 8. Rồi, chút xíu mình xuống trục mình quay tiếp nhá. Mình xin dừng video tại đây nhá. Khi mà các bạn chạy trên đường Trần Phú, các bạn cua phải là sẽ vào đường Giá Tượng. Và như hôm qua mình nói thì do quá trình tính chất của công việc ở ngoài trời cho nên là chợ tạm Hoàng Diệu, à quên, chợ tạm của phường Vĩnh Nguyên thì đã chuyển về đường Hoàng Diệu, à chuyển về đường Giá Tượng. Đây, mình sẽ đi ngang qua, mình sẽ quay cho các bạn xem. Dạo này làm sao hay nói lắp với các bạn ạ, cứ nói lắp đi lắp lại. Đây, tay trái là Học viện Hải quân. Và các bạn đi lên khoảng 100m là sẽ thấy chợ tạm. Buổi sáng là khá nhiều người mua hàng này. Chợ này thì họ cho mình quay thoải mái. Chợ này họ cũng cho quay, chợ Vạn Thạnh cũng cho quay. Chỉ có chợ Lộc Thọ là không cho quay. Vào đuổi như đuổi tà. Đây. Buổi sáng rất đông vui. Ba bán gà không anh ơi? Ba bán gà không? Có anh chị nào bán gà không? Ok. Ok. Không có trang nào á. Xem con gà nhá. Quay chơi. Quay vui mà. Chị em buôn bán vui mà. Chém một con gà, một con vịt, một chai dầu ăn. Anh chị nào bán dầu ăn không? Anh mua gà hả? Vâng, một con gà, một con vịt. Chị nào có dầu ăn không? Sao mà đi lằng ngoằng thế? Đó, thì như các bạn đã thấy là bảo vệ và những người trực chốt ở khu vực cho tạm phường Vĩnh Nguyên họ rất chi là thân thiện. Rồi, điện thoại mình lại kêu rồi.
chắc có lẽ mình sẽ để cái chế độ là im lặng và để chế độ rung thôi, chứ còn đang chạy xe điện thoại kêu nó rất chi là khó chịu. Được rồi, mình sẽ nghe điện thoại một chút xíu nhé các bạn nhé. Ở phía dưới này, ngay đối diện khu vực là bệnh viện Vinmec, thì người ta gọi là xóm Chụt. Nhiều người đọc lái lái thì lại gọi là xuống Chụt. Cái chính thức á, là gọi là xóm Chụt. Đêm qua vừa mưa xong thì sáng nay rất chi là mát. Mình chạy ngoài đường cảm giác rất chi là mát. Trái các bạn là khu vực là xóm Chụt. Cái này là khu vực là phường Vĩnh Nguyên. Vậy là phường Vĩnh Nguyên cũng khá là rộng, từ chỗ đường Giá Tượng cho tới tút dưới này. Bây giờ mình sẽ cua ngược lại để sang bên đó nhận hàng và ra ở bên đường Hai Bà Trưng.